Sáng ngày 10 tháng 5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại điểm cầu thành phố Phan Rang Tháp Chàm, có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trưởng các ban đảng, báo cáo viên của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí Bí thư chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Phó Giám đốc và giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị thành phố, đại diện Ban Giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung chủ yếu của nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 41, chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện nghị quyết số 41. Các báo cáo tại hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà nghị quyết đã đề ra, xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.